Đây là một cái bài toán khá là khó được ra trong một cái đề thi học sinh giỏi nào đó mình không nhớ ha. Tuy nhiên cái bài toán này thật ra nó mình cảm giác là nó không có phù hợp với việc đưa vào cho một cái đề thi trắc nghiệm ha, nó khá là phức tạp. Nếu một nó là một câu hỏi tự luận thì chắc là ổn, nhưng mà câu hỏi trắc nghiệm như thế này thì khá là bất ổn. Chúng ta thử xem xét cái bài toán này. Bài này nó làm mưa làm gió cũng khá lâu ha, có nhiều người cũng quan tâm đến nó. Có thể có cái cách tiếp cận nó tự nhiên hoặc là không tự nhiên ha. Ở đây mình sẽ đưa ra một cách tiếp cận theo mình cũng khá là tự nhiên ha. Ở đây chúng ta thấy được là có xuất hiện của g, fx nè, có gx nè. Chúng ta thử biến đổi các cái số hạng này thông qua x và fx ha, để sao cho hai vế này có cấu trúc tương tự nhau ha. Cụ thể chúng ta có thể biến đổi như sau. Ta có chúng ta có thể chia hai vế cho 4x bình ha, và ta thay x vào thì ta có được là 1 trừ x bình phương trên cho 1 cộng x bình phương tất cả bình nè, mẫu bình phương nha, nhân cho gx bằng gx. Điều này đúng với mẫu x thuộc vào khoảng trừ 1, 1 hiệu đi không được ha. Hơn nữa chúng ta chú ý đến cái sự liên tục của hàm f và hàm g, do đó cái điều này vẫn đúng tại không luôn ha, vì g và f liên tục. Nói khơi khơi thôi, nhưng các bạn có thể viết rõ là g f liên tục trên tập số thật, g liên tục trên khoảng này, nên chúng ta có được 1 trừ x bình phương nè trên cho 1 cộng x bình phương nè, mẫu này nè, bình phương nè, nhân cho g tại fx này bằng gx với mẫu x thuộc khoảng 0, 1 nhằm khoảng trừ 1, 1 được ha. Chúng ta có một cái điều sau khá thú vị như sau. Chúng ta có ok, chúng ta thấy được rằng cái sự liên hệ giữa 1 trừ x bình phương trên cho 1 cộng x bình phương tất cả bình liên quan đến hàm f như sau. Có 1 trừ fx tất cả bình này, thì nó chính là bằng 1 trừ x bình phương trên cho 1 cộng x bình phương. Nguyên cái phân thức này bình phương ha, với mọi x thuộc tập số thật luôn. Như vậy chúng ta chỉ cần nhân hai vế cho 1 trừ x bình phương thì chúng ta sẽ có được vế trái này chính là 1 trừ f bình. Được ha. Do đó chúng ta nhân thêm 1 trừ x bình phương để chúng ta có được vế trái chính là 1 trừ f bình nha. 1 trừ fx tất cả bình, f bình nha, ở trong ngoặc, và nhân cho gfx thì bằng 1 trừ x bình phương nhân cho gx với mẫu x thuộc khoảng trừ 1, 1. Như vậy chúng ta đã thấy được cái cấu trúc tương tự ở vế trái và vế phải ha. Giả sử chúng ta xét hàm hx là bằng 1 trừ x bình trong ngoặc và nhân cho gx thì chúng ta sẽ có được cái phương trình này chính là hx bằng hfx nè. Hay hfx bằng x với mẫu x thuộc khoảng không khoảng trừ 1, 1. Với hx được xác định như sau. X bằng 1 trừ x bình phương nhân cho gx với mọi y thuộc khoảng trừ 1, 1. Chúng ta sẽ chứng minh cái hàm h là hàm hằng ha. Cấu trúc này thì dẫn đến hàm h là hàm hằng. Cái phương trình này ha. Ta xét với một con x0 bất kỳ thuộc khoảng trừ 1, 1. Để nó dễ chúng ta chỉ cần xét x0 dương ha. Chúng ta có thể lấy x0 nhỏ bằng 0 thì
tất nhiên là thuộc phản này và nhỏ bằng không, ta hoàn toàn lý lượng tương tự ha. Ở đây ta lấy x0 lớn bằng không đi ha, cho dễ nha. Thật ra các tính toán ở bên trên này chỉ cần thông tin của hàm g trên nửa khoảng trên đoạn 0,1 phần 2, nên chúng ta cũng không cần quan tâm đến cái phần bù của nó, tức là trên khoảng trừ 1 phần 2, 1 hiệu đi cái đoạn này, chúng ta có thể không quan tâm cũng được ha. Rồi, ở đây chúng ta để dễ lý luận không phiền phức gì thì chúng ta xét với x dương ha. Ở đây chỉ xét x không âm ha, x không không âm, x không mà nó nhỏ hơn không, lý luận tương tự. Được ha, để cho cái việc trình bày lời giải nó gọn gàng một chút xíu thôi, chứ không có cái gì khác biệt hay là khó hơn ha. Ta xét cái dãy số này, dãy xn bằng xn được xác định như sau. Thôi cái dãy số khác đi để nó trùng con x0 trên phiền phức. U đi, U1 bằng x0, UN cộng 1 bằng f(x0). Được ha? Cho f(x n) chúng ta sẽ chứng minh cái dãy số này là một cái dãy hội tụ ha. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được cái dãy H UN cũng vậy. Chúng ta sẽ chứng minh dãy này là dãy đơn điệu nè. Hiển nhiên chúng ta sẽ chứng minh được nó là dãy tăng và bị chặn trên bởi một nè. Dựa vào cái thông tin của hàm F ha. Ta có dễ dàng thấy có Fx bằng 2x trên cho 1 cộng x bình thì nó nhỏ bằng x, kiểm tra lại thử ha. Đó là cái dãy, không phải là gì, không phải như vậy mà ngược lại ha, đó là dãy giảm chứ ha, dãy giảm và lớn hơn không, lớn bằng không với mọi biết lớn bằng không, ít hội phải thuộc nửa khoảng 0,1, lấy không bỏ một ha. Chính điều này chúng ta sẽ dẫn đến cái dãy số của chúng ta là cái dãy giảm và bị chặn trên bởi không, được ha. Từ đây chúng ta sử dụng quy nạp nha, cái điều này khá là cơ bản, mình không chứng minh chi tiết nha. Với cái hàm F có đặc tính như thế này thì cái dãy số sinh bởi cái hàm số này sẽ là một cái dãy giảm và bị chặn dưới bởi không, suy ra dùng quy nạp ha, dùng phương pháp quy nạp. Có dãy UN giảm và bị chặn dưới bởi không. Thậm chí chúng ta có thể chỉ ra được rằng giới hạn của dãy số này bằng 0 ha. Khi đó chúng ta có đặt đặt U chính là giới hạn của dãy này ha. Hiển nhiên chúng ta có U thuộc vào nửa khoảng 0,1. Ta có U chính là giới hạn của UN cộng 1 luôn, tức là giới hạn của FUN này, tức là giới hạn của 2 lần UN trên cho 1 cộng UN bình phương. Chúng ta có được nó bằng 2U trên cho 1 cộng U bình. Với cái ràng buộc U như trên, hiển nhiên ta có thể thay con 1 này bởi con U0, còn U1 á, tức là X0 á, X0 thì nó nhỏ hơn 1 ha. Từ phương trình này chúng ta dẫn đến U bằng 0.
Rồi, như vậy chúng ta sẽ suy ra được, thật ra chúng ta chỉ cần với x0 nó thuộc khoảng trừ không trừ một không thì chúng ta cũng chứng minh được là màu cái dải UN với cái U1 được chính là con x0 thì nó đều hội tụ về không ha. Vì thế chúng ta có cái dải HUN là dãy hàng và hội tụ về H0 ha, được ha, bởi vì dãy UN hội tụ về không và H liên tục nha, để có thể giới thêm H liên tục về không, UN hội tụ về không. Dạ. Từ những điều này chúng ta có được dải này là dãy hằng và hội tụ về không ha. Như vậy chúng ta sẽ có H, suy ra HX0 chính là bằng HU1 đó, bằng giới hạn của HUN, N tiến ra một cục thì nó bằng H0 ha. Như vậy chúng ta sẽ có điều này đúng với mẫu x thuộc vào khoảng trừ một một ha. Vậy là hàm H của chúng ta là một cái hàm hằng đó. Vì thế x bằng 1 trừ x bình phương nhân cho gửi là hàm hằng. Trên khoảng trừ 1, 1. Thì lúc này chúng ta sẽ tìm ra được hàm G đúng không? Vì thế tồn tại C thuộc tập số thật ha, sẽ cho 1 trừ x bình phương nhân cho gx bằng C với mẫu x thuộc khoảng trừ 1, 1. Rồi. Chúng ta sử dụng cái thông tin ở trên phía trên để chúng ta tìm ra được được C ha. Tích phân từ 0 đến 1 phần 2 x như gx bằng log Neper của 2 căn 3 trên 2, căn 3 trên 3 chứ ha. Đây. Gx bằng C trên 1 chữ x bình. Mẫu x thuộc khoảng trừ 1, 1. Mặt khác phân từ 0 đến 1 phần 2 x gửi đến bằng log Neper của 2 căn bậc hàng 3 trên 3. Nên C tích phân từ 0 đến 1 phần 2 x trên cho 1 trừ x bình để bằng log Neper của 2 căn bậc 2 của 3 trên 3. Do đó C nhân cho trừ log Neper ha, 1 phần 2 ha. Kiểm tra lại nhân cho 1 phần 2 phân từ 0 đến 1 phần 2 vi phân có 1 chữ x bình phương trên cho 1 trừ x bình phương có dấu trừ nữa ha, bằng log Neper của 2 căn 3 trên 3 trừ c trên 2 log Neper 1 trừ x bình phương cận từ 0 đến 1 phần 2 bằng log Neper của 2 căn 3 trên 3. Hai cận vô ha. Trừ C trên 2 nhân cho log Neper của 1 trừ 1 phần 4 3 phần 4 ha. 3 phần 4
bằng log P3 của 2 căn 3 trên 3. C khá là phức tạp ha. Kiểm tra xem hai cái con này có liên hệ nhau ha. À, chúng ta lấy căn bậc 2 vô nè. À, thì này chính là căn bậc trừ C nè. Chuyển đổi một chút xíu ha. Trừ C trên 2 trừ C nè. Log 13 của căn bậc 2 của 3 trên 2 nè. Thêm dấu trừ vô nghịch đảo là C nè, log 13 của 2 trên căn bậc 2 của 3 bằng log 13 của 2 căn bậc 2 của 3 trên 3. À, thật ra hai con log này bằng nhau nè, dẫn đến C bằng 1 ha. Ta có thể tìm ra được C bằng 1 ha. Dễ dàng tìm thấy C bằng 1. Phần sau này mình trình bày ổn một tí xíu ha, cho nên gọn ha, dẫn đến C bằng 1. Vậy chúng ta có Gx bằng 1 trên 1 chữ x bình ha. Phần còn lại chúng ta cứ tính toán bình thường thôi. Tích phân của hàm G từ 0 đến 1 phần 2. Do đó, tích phân từ 0 đến 1 phần 2. Gx thì là tích phân từ 0 đến 1 phần 2. Dx trên cho 1 chữ x bình bằng tích phân từ 0 đến 1 phần 2. 1 trên 1 trừ x cộng cho 1 trên 1 cộng x có 1 phần 2 phía trước ha. Thì nó sẽ bằng là log đi 3 của trị đối 1 cộng x chia cho 1 chữ x cận từ 0 đến 1 phần 2 bằng log ni bê của 3 phần 2 trên cho 1 phần 2 bằng log ni bê của 3 ha. Đó. Một cái bài khá là cồng kềnh ha. Tuy nhiên mình nghĩ là cách tiếp cận của mình nó khá tự nhiên. Được ha. Vậy là chọn phương án A nha. À, cái điều mà chúng ta đáng lưu tâm là chúng ta cách chúng ta chuyển về cái phương trình này ha với h là như thế này, nó không có phức tạp. Cái điều mà chúng ta cần phải nhận ra đó chính là đoạn tích này. Rồi sau cùng ta sẽ xem xét là cái dãy UN như thế này, nó là một cái dãy hội tụ này, hội tụ về không luôn với bất kỳ con x0 thuộc khoảng trường 1 1 ha. Thì từ đó ta suy ra được cái dãy HUN là một cái dãy hội tụ, nó là dãy hằng hội tụ nè, do đó nó hội tụ về không nè, được ha. Rồi suy ra được h là hàm hằng nè trên khoảng này, suy ra được hàm g chỉ phụ thuộc vào c thôi. Ta dùng cái giả thiết cuối cùng trong cái đề bài, chúng ta tìm ra được c, sau đó chúng ta tìm được hàm g, sau đó chúng ta tính tích phân thôi, được ha. Chúng ta dừng lại ở đây.